Trước trước khi tôi chia sẻ điều này, tôi muốn nhắc nhở thêm một số anh chị em, đặc biệt là các cái bạn trẻ đó, mấy cái chuyện mà gửi thiệp online mà nhân những cái ngày lễ nói chung chứ không riêng ngày 8 tháng 3 đâu. Cái thời bây giờ là cái thiệp chúc mừng đó nó đã là nó có sẵn trên mạng rồi, miễn phí hoàn toàn rồi. Thành ra là nếu mà có chúc mừng bà cô gì mà họ thếm thím con cháu hay là crush gì đó hả, thì xin vui lòng là gửi riêng một cái thiệp cho họ. Chứ đã miễn phí đầy trên mạng rồi mà còn gửi chung cho toàn bộ phụ nữ toàn thế giới hay là toàn bộ chị em trong hội thánh mà chỉ có mỗi một cái thiệp miễn phí như vậy thôi thì đúng là nó nhạt hơn là nước ốc á. Nên bà nào cô nào mà tôi lấy làm lạ là bà nào cô nào mà vô đó cũng comment được thì đúng là bà này cũng không bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì nó gửi cho toàn thế giới mà có một cái thiệp một như vậy đó, có khác gì mấy người ngoài đời họ đi đốt phong long. Mạng thì ảo nha anh chị em, nhưng mà những cái con người mà tôi và anh chị em giao thiệp đó, giao tiếp đó là thật, đúng không anh chị em? Cho nên nhiều khi vợ mình trong nhà, chồng mình trong nhà muốn chúc gì thì trực tiếp đi, muốn tặng gì sao không tặng trực tiếp đi, mà lên mọi mạng này tốt này kia khác nọ. Xong không sống thật với nhau mà lại phải cứ gọi là nói như mấy đứa nhỏ là ảo mà Canada làm gì hả? Cho nên là tôi và anh chị em được Chúa kêu gọi để sống thật giữa cái biển đời gian trá này, giữa một cái xã hội mà như có người nói là thứ gì cũng giả trừ lừa đảo là thật. Tôi và anh chị em được Chúa cứu ra khỏi cái đời giả trá này để sống thật, để sống ngay thật, sống thật thà và ngay thẳng. Tối hôm nay tôi muốn cùng anh chị em suy gẫm về cái kỳ vọng của Chúa. Tôi muốn anh chị em cùng suy gẫm về những gì mà Chúa mong được nhìn thấy nơi chúng ta là những người nam, người nữ được chọn của Ngài. Khá nhớ rằng là Chúa chọn tôi và anh chị em là để trở nên những người phục vụ Chúa, trở nên những cái người hữu dụng, trở nên những người có ích lợi cho chính Chúa và cho cái cơ nghiệp của Chúa. Chúng ta chỉ học có một câu thôi. Tối hôm nay chúng ta chỉ học một câu Kinh Thánh, là cái câu Kinh Thánh mà chúng ta sẽ cùng học với nhau tối hôm nay là Nhã Ca chương 1 câu 9. Và bao nhiêu người trong anh chị em, đặc biệt là các bạn nhỏ đây, biết là trong Kinh Thánh của mình có Nhã Ca. Đó, thấy không? Tôi biết có người không biết, ủa trong Kinh Thánh có Nhã Ca hả mục sư? Rồi bao nhiêu người trong anh chị em biết được là sách Nhã Ca nằm ở đâu trong Kinh Thánh của mình không? Anh chị em biết sách Nhã Ca nằm đâu không? Trước sách Khải Quyền đó. Đúng rồi, trước sách Khải Quyền, chứ không lý nó nằm sau sách Khải Quyền. Nó phải nằm trước sách Khải Quyền. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái câu Kinh Thánh này. Trước hết tôi đọc cái bản truyền thống, rồi sau đó tôi sẽ đọc cái bản dịch mới nha. Hỡi bạn tình ta, ta sánh mình như ngựa cái của xe Pharaoh. Bản dịch mới dịch như này: em yêu dấu của anh, anh ví em như ngựa cái kéo xe của Pharaoh. Nguyên văn là ngựa cái tơ kéo xe của Pharaoh. Đặc biệt là các bạn nam lưu ý điều này. Dù là tôi khích lệ các bạn là ăn lời Chúa, ngủ lời Chúa, nói ra lời Chúa, nhưng mà đừng có bê nguyên si cái câu này mà đem nịnh crush của mình hay là bạn gái của mình hay là vợ mình thì chắc là phải đi nhà khoa hết luôn ạ. Thưa anh chị em, Nhã Ca là tên thật là bài ca của mọi bài ca hay là top hit đó. Nếu nói theo ngôn ngữ thần hôm nay, Nhã Ca là thuộc cái nhóm văn chương khôn ngoan của Kinh Thánh. Nó mô tả cái sự khôn ngoan về cái mối quan hệ tình ái và là một cái câu chuyện tình lứa đôi đầy cung bậc ái ân. Bao học giả xưa nay đó, trong lẫn ngoài hội thánh là luôn cố gắng tìm mọi cách là để bóc tách, là để soi mối đủ mọi cái góc cạnh đó. Có người thì nhìn thấy trong 8 bài hay là 8 cái chương của cái sách Nhã Ca này nè, chỉ đơn thuần là mô tả cái khía cạnh tình dục của hai người trẻ đang yêu nhau say đắm bất chấp mọi cái phong tục lễ giáo khắc khe thời bây giờ. Nhưng mà có người thì lại chăm chăm vào nghĩa bóng, tức là chỉ nhìn vào thấy những cái bài học thuộc linh ẩn đằng sau những cái lời có cánh mà hai đứa này nó yêu nhau, đó là chàng với nàng đây dành cho nhau. Người khác thì nói Nhã Ca là một cái câu chuyện của hai người yêu nhau, nhưng mà số khác thì nói không, đây đích thị là cái cuộc tình tay ba. Thật ra là có hai quan điểm giải kinh chính, tôi muốn lướt qua một chút xíu để chúng ta có thể đi vào cái câu chúng ta hiểu hơn. Có hai quan điểm giải kinh liên quan đến sách Nhã Ca. Cái quan điểm truyền thống đó,
Đó là quan điểm chính thống á, thì cho rằng Nhã Ca là một cái lối nói bóng gió về cái mối liên hệ tình yêu giữa Đức Chúa Trời với Israel, hoặc là giữa Chúa Cứu Thế Giê-xu và Hội Thánh. Dầu rằng là chẳng có chỗ nào ở trong Tân Ước trích dẫn hoặc là ám chỉ đến Nhã Ca, và cũng không có chỗ nào trong Kinh Thánh này hậu thuẫn cho cái quan điểm này đó. Còn quan điểm hiện đại thì xem Nhã Ca như là một cái vở kịch thơ tán dương cái sự chiến thắng của tình yêu chân chất trong trắng của một cái cô gái trẻ miền quê đối với cái người yêu dân dã của mình trước những cái lời tán tỉnh đường mật và vô vàng những của cái địa vị hấp dẫn chào mời từ cái vị vua cao sang là Salomon. Ngoài ra thì cũng có còn có một cái quan điểm ngoại đạo nữa, nếu các bạn nào trẻ nó mà các bạn thường hay đọc á, các bạn sẽ gặp cái quan điểm này. Đó là quan điểm này liệt Nhã Ca vào cái hàng dâm thơ, tức là một cái tác phẩm thơ ca chỉ đặc tả các cái cung bậc và các cái tư thế lầm tình của một cái cặp đôi nam nữ. Sở dĩ có cái quan điểm này là do người ta đọc sách cổ thơ xưa với cái nhìn hay là cái lăng kính văn hóa của ngày nay tại một cái quốc gia nào đó, và thế là cứ suy bụng ta ra bụng mình thôi. Và sở dĩ có cái chuyện mà người ta hiểu lung tung như vậy là bởi vì sao anh chị em biết không? Vì thơ. Nhã Ca là một cái bài thơ. Mà ngôn ngữ thơ ca đó thì bao giờ nó cũng khác với ngôn ngữ văn xuôi hay là văn tường thuật. Mà đã vậy là nó còn là thơ cổ, thơ xưa, cho nên mà không cãi nhau chí chóe mới lạ. Chưa hết, đây còn là những cái lời mà hai người yêu say đắm nó dành cho nhau. Không phải là cái đây là thơ bình thường, mà là thơ cái lời của hai đứa nó yêu nhau, nó đang nói cho nhau. Cho nên mà khi mà đọc sách này là tôi và anh chị em cần phải nắm được cái bối cảnh này thì mình mới có thể thấm được. Cái câu Kinh Thánh mà chúng ta sẽ cùng học với nhau tối nay nó thuộc cái dạng đó, nó thuộc cái dạng là hai đứa yêu nhau nói cho nhau, hay là nói mình theo ngôn ngữ bình thường mình nó nựng nhau, nghe không? Người yêu của anh ví em như ngựa cái tơ kéo xe của Pharaoh. Nhớ là hai đứa đang yêu nhau, nó nói với nhau chứ không phải là bình thường. Pharaoh là cái từ mà người Ai Cập gọi vua của họ, giống như người Trung Quốc xưa là họ gọi vua là hoàng đế vậy. Ai Cập là nổi tiếng về các loại ngựa, nhất là ngựa chiến anh chị em. Ngựa Ai Cập nó nổi tiếng, nó hấp dẫn đến cái độ mà Jehovah Đức Chúa Trời đã phải ra cái huấn lệnh cụ thể cho các vị vua Israel về cái việc sở hữu cái giống loài này. Trong Phục Truyền 17 câu 16 á, thì lời Chúa phán như này: ngoài ra vua không được lo cho có nhiều ngựa, để vì đó đem dân chúng trở về Ai Cập để mua thêm ngựa và làm ngược lời Chúa dạy các ngươi đừng trở lại con đường đó nữa. Ngựa kéo xe thì thường là hai hoặc là ba con cho một xe. Ngựa kéo xe của Pharaoh luôn là ngựa đực anh chị em. Nhưng mà không hiểu tại sao ở đây thì cái chàng người yêu này lại tăng bốc người yêu của mình bằng một cái mỹ từ mà tôi nghĩ mà nếu nói ở Việt Nam là ăn tát là cái chắc luôn. Ngựa cái. Ví dụ như nó là tình nhân hỡi, em là ngựa kéo xe của Pharaoh thì nghe cũng còn nhẹ đúng không? Chứ tự nhiên nó là tình nhân hỡi, em là con ngựa cái rồi chàng ơi, đảm bảo mà không bên này cái bên này cái luôn. Nhưng mà cái chuyện hai đứa nó gọi nhau bằng cái con gì là tùy thích đi, mình không có quyền xía vô. Tôi và anh chị em, tôi chỉ muốn là anh chị em suy gẫm nơi cái nàng ngựa cái này nè, nó có cái phẩm chất hay đặc tính gì mà nó lại được đặt cách đứng chung bè với mấy cái anh đực ngựa kia thôi hả? Nhớ là ngựa mà không, cái ngựa mà kéo xe của vua không phải ngựa thường, toàn là đực thôi. Mà tự nhiên có cái con cái này nó được đứng chung đó, thì mình hai đứa nó yêu nhau, nó gọi nó là em là con chó hay con mèo hay cái gì đó của anh, đó là cái chuyện nó muốn kêu gì nó kêu. Amen. Nhưng mà mình chỉ xem là cái đặc điểm của cái con ngựa mà kéo xe nó như nào mà nó được đặt cách như vậy. Đừng có quên Giê-xu là vua, cũng là chồng của chúng ta, tức là Hội Thánh Chúa. Khi mà nghe đến đây cái vụ ngựa cái này, cái máy anh nằm ở bên dưới anh có thể anh lăn tăng anh ơi. Một sư ơi, em là trai thẳng thì liên quan gì đến ngựa cái với giống cái ở đây? Nhưng mà đừng có quên rằng là Chúa Giê-xu gọi Hội Thánh là gì anh xem? Nàng dâu hay là chàng rể? Dâu đúng rồi. Mà đúng luật trời là dâu là nữ hay nam nè? Nếu đúng luật trời thì là rể là trai đúng không? Dâu là gái. Chứ không có chuyện thay đổi đúng không? Rể phải là trai mà dâu là gái. Cho nên cái chuyện ngựa cái này nè,
Nguyên văn là ngựa cái mà ngựa cái to. Ở đây là có thể áp dụng cho mọi thành viên trong hội thánh Chúa. Không 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 có phải chỉ là áp dụng cho người nữ thôi, cho tất cả những ai thuộc về Chúa, không có phân biệt nam nữ, già trẻ, lớn bé gì hết. Có ba yếu tố cần phải có nơi một cái con ngựa được chọn để kéo xe cho vua. Ngựa kéo xe cho vua, anh sẽ biết trước hết là nó đòi hỏi gì? Phải đẹp. Cái đặc điểm đầu tiên của ngựa đó mà được chọn làm kéo xe cho vua, phải là đẹp. Nhớ là mình đang học về cái bài học thuộc linh mà. Đẹp ở đây không phải là vẻ đẹp bề ngoài đâu, không phải là cái vẻ đẹp thể lý đâu, mà là đẹp bề trong. Cái vẻ đẹp không phai tàn như Phi-rơ thứ nhất chương 3 câu 3 đến câu 5 đã nói. Đừng chú trọng sự trang điểm bề ngoài như làm tóc cầu kỳ, đeo vàng, mặc áo quần lè lẹt. Nhưng hãy trang điểm con người bề trong thầm kín bằng vẻ đẹp không phai tàn của tinh thần dịu dàng, yên lặng. Đó là điều quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các thánh nữ thuở xưa, những người hy vọng nơi Đức Chúa Trời và thuận phục chồng mình cũng đều trang điểm như thế. Ở đây là Chúa nói gì? Đừng chú trọng. Nhớ là đừng chú trọng, nó khác với là đừng trang điểm nha anh chị em. Ở đây chỉ nói là đừng chú trọng thôi, đừng quá chú trọng chuyện đó. Nếu mà mình đọc kỹ những cái câu kinh thánh này đó, thì mình sẽ nhận ra là cái ý tác giả muốn nói gì. Rằng là đừng chỉ chú trọng đến cái vẻ bề ngoài, đừng chỉ chú trọng đến cái việc trang điểm ngoại hình, mà phải chú trọng đến cái việc trang điểm con người bề trong. Tức là chú trọng đến cái việc trau dồi đức hạnh, là phẩm tính của chúng ta đó nữa anh chị. Hầu hết tôi nghĩ rằng là hầu hết chúng ta ngồi ở tại đây này, hay là những anh chị em xem qua online cũng vậy, chúng ta đều nghe, đã từng nghe cái status nổi tiếng được rút gọn của nữ quần mỹ phẩm là Estee Lauder đúng không? Không có phụ nữ xấu, mà chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Hay là rút gọn hơn nữa là phiên bản mà gọi là cực gọn ngày nay là không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười mà thôi. Ấy là lười trang điểm á. Chứ còn cái nguyên văn của Estee Lauder là không có phụ nữ xấu, mà chỉ có người đàn bà không biết tự chăm chút ngoại hình và làm cho mình trở nên quyến rũ. Thì cũng như cái vẻ đẹp bề ngoài đó anh xem, cũng như cái vẻ đẹp thể lý là cần phải chăm chút trang điểm thế nào đó, thì cái vẻ đẹp bề trong, cái vẻ đẹp nội tâm nó cũng cần phải được trang điểm chăm chút mỗi ngày như vậy. Nói cách khác là cái vẻ đẹp nó không có tự nhiên, nó có. Cho dù có những cái người mà dường như là được đẹp tự nhiên đi nữa, nhưng mà nếu không có chăm chút, không có giữ thì sẽ không có tươi, không có sắc mãi được, đúng không? Cái điều mà tôi và anh em cần lưu ý là cái khác biệt giữa cái sắc đẹp bề ngoài và cái bề trong đó, là một bên sẽ tàn phai, còn một bên là không phai mờ. Nếu gọi cái vẻ đẹp bề ngoài là nhan sắc đó, thì vẻ đẹp bề trong là phẩm tính, là đức hạnh. Đẹp bề ngoài đó là đẹp người, còn đẹp bề trong anh chị em là đẹp nét. Cái vấn nạn là hầu hết chúng ta lại chăm chút cho những gì nó chóng tàn, tức là bên bề ngoài, hơn là những gì còn lại đến đời đời. Có một cái câu châm ngôn mà tôi nghĩ là khi đọc lên ai cũng sốc. Một người đàn bà đẹp mà thiếu chín chắn, bản dịch cũ là thiếu dễ dặt, giống như một cái vòng vàng đeo nơi mũi heo. Tôi diễn nôm vậy nè. Một cô hoa hậu mà mắc nết, mà thô lỗ, mà cái mỏ hổn hen, thì không khác gì một heo đeo đầy kim cương hột xoàn hết đó. Đố có ông nào đàng hoàng dám rước cô đó về làm vợ đó. Qua mày có mấy trời hư nó chơi qua đường thì có. Người đời mà còn biết vậy anh xem, người đàng hoàng đứng đắn trong thế gian là không, còn không dám rước mấy bà mấy cô có sắc mà không có nết. Tức là chỉ có vẻ đẹp bề ngoài mà không có vẻ đẹp bề trong. Thì Chúa Giê-xu anh chị em tưởng tượng, ông hoàn toàn hảo của cả cõi trời đất này, lại không biết chuyện đó, lại đi rước những người chỉ chú trọng cái sự trang điểm bề ngoài, như làm tóc cầu kỳ, đeo vàng, mặc quần áo lè lẹt, hay là bằng cấp thân thể, quen biết người này người kia sợ. Hồi nãy đó, khi cái bệnh nhỏ có hát cái bài trong tiếng Anh, nó có một cái từ là witness, cái từ gọi là dịu dàng hay mềm mại đó. Cái từ mà tinh thần dịu dàng yên lặng đó, nó cũng có thể hiểu là cái đức tính mềm mại, dịu dàng, khiêm nhu, hay là từ tốn hòa nhã, tức là một trong những trái thánh linh đó anh chị. Khi kinh thánh bảo là đừng có chú trọng về cái vẻ bề ngoài mà hãy chú trang điểm cho cái vẻ bề trong, đó là cái tinh thần dịu dàng yên lặng đó, thì nó cũng có nghĩa là hãy tập chú vào cái bông trái thánh linh, cái trái thánh linh, cái trái mềm mại. Nhớ là mềm mại nó không có đồng nghĩa với mềm yếu nha anh chị em. Ngược lại, mềm mại thật ra là mềm mạnh.
mềm mà mạnh đó, là đó là cái sức mạnh mà ở dưới cái sự kiểm soát. Anh chị em có thấy mà những cái con voi mà nó được thuần hóa không? Cái giòi của nó đó, cái giòi của con voi đó, người ta tính là có 40.000 cái mô cơ riêng biệt của nó. Nó nằm trong cái voi, nó đủ sức búng, búng một cái gốc cây to, cái voi của con voi ấy. Nhưng mà đồng thời nó đủ mềm mại để nó nhặt một cái lá cây đó. Đó, mềm mềm là ở cái chỗ đây, cái tinh thần dịu dàng, yên lặng là như vậy. Trước hết là tôi và anh chị em cần phải mềm mại trong mối quan hệ với Chúa. Tức là mình phải trở nên thuận phục, dễ bảo, dễ dạy và sẵn sàng đáp ứng. Cái đòi hỏi, cái điều mà Chúa trông đợi nơi tôi và anh chị em. Thứ nhất là đẹp. Đẹp ở đây không có chú trọng về cái bên ngoài, mà là đẹp ở tâm tánh nhân cách đó. Thì một trong những cái yếu tố đó là mềm mại, tức là dễ bảo, dễ dạy, sẵn sàng chịu thay đổi. Có một cái cô kia đến hỏi ông mục sư là: thưa mục sư, đâu là cái người con trai mà em nên lấy làm chồng? Ông mục sư cũng nói: lựa thằng nào nó chịu thay đổi á. Mới nghe dễ hiểu lầm lắm á, nhưng mà ý là chọn cái thằng nào mà nó chịu sửa sai á, tức là nó chịu thay đổi. Chứ cái đứa mà nó cố chấp rồi là dù bây giờ nó có thế nào nữa, thật sự khó để có một cái người chồng lý tưởng. Bởi vì chúng ta biết là ai cũng có phạm sai lầm, đúng không? Nhưng mà cái đứa nó chịu thay đổi mới được, tức là nó chịu sửa đó, nó chịu học đó. Đầu tiên là tôi và anh xem cần phải học mềm mại với Chúa. Thứ hai là chúng ta cần phải mềm mại trong mối quan hệ với người khác, tức là mình khiêm nhu, mình lịch sự, mình lễ phép, mình tôn trọng người ta. Mềm mại như tôi nói lúc nãy, nó không phải là mềm yếu, mà thật ra nó là mềm mạnh. Cho nên mềm mại nó luôn đi cùng với cái thẩm quyền. Anh chị em có nghe cái từ là quyền lực mềm không? Thời bây giờ nó là như vậy. Điều này nó ngược lại với suy nghĩ của nhiều người tự nhiên trong chúng ta. Mình nghĩ là mình có quyền là mình sẽ gì? Có quyền hét ra lửa. Thật ra hò hét quán tháo người ta đó, thật ra là mình yếu chứ không phải mạnh. Nếu mà anh phải nạt nộ, phải hét cho to đó, thì anh không thật sự có quyền. Mà muốn có quyền thật sự thì sao? Tôi và anh chị em phải học phục quy quyền. Có một cái câu kinh thánh mà tôi nghĩ là chúng ta có thể nhìn vào và thấy đó là một gương. Dân số ký 12 câu 3: Môi-se là người rất khiêm hòa hơn hết mọi người trên thế gian. Bản dịch Công Giáo dịch là: ông Môi-se là người hiền lành nhất đời. Tức là vào cái thời điểm đó, Môi-se là người hiền nhất, lành nhất, mềm mại nhất trên đất. Nhưng mà có phải ông là cái người yếu đuối nhất không? Nó không. Có phải ông là người thiếu uy quyền không? Ngược lại là khác. Về phương diện con người thì không có một người nào trong Kinh Thánh có được cái uy quyền như Môi-se có. Vậy thì từ đâu mà Môi-se có được cái uy quyền hay cái sức mạnh đó? Hay là từ cái việc thuận phục Chúa của ông trong suốt 80 năm. 40 năm đầu là ông dùng sức riêng của ông, 40 năm giữa là ông dần mất cái sức riêng của ông, rồi 40 năm cuối cùng là ông bắt đầu dùng sức Chúa. Cái nguyên tắc là chừng nào mà cái sức riêng, tức là cái khả năng tự nhiên còn trong tôi và anh chị em, thì chừng đó không có chỗ cho cái khả năng hay là cái sức của Chúa. Nói cách khác là khi tôi và anh em đi đến tận cùng cái sức lực của mình, tức là sức cùng lực kiệt rồi đó, thì khi đó cái sức mạnh của Chúa mới bắt đầu hành động trong chúng ta. Mà một khi sức mạnh của Chúa mà hành động trong chúng ta đó, thì lúc đó là người ta nhận ra được cái đức tính mềm mại, tức là mềm mạnh đó, xuất hiện là chúng ta. Đó là cái cách mà Chúa thuần hóa mỗi một người trong chúng ta. Như vậy thì cái đặc tính đầu tiên của một cái ngôn ngữ mà có thể được chọn làm kéo xe cho vua đó, phải là đẹp. Không phải là đẹp bề ngoài đâu, mà là đẹp trong cái nết đó, trong cái tâm tánh, trong cái phẩm hạnh. Người ta có muốn gần anh chị em không? Anh chị em có là cái người đáng tin cậy không? Nhiều khi mình tưởng người ta cần cái tài của mình. Yes, người ta cần cái tài của mình, nhưng thật ra người ta có thể dụng mình, nhưng mà người ta không có trọng mình. Thứ hai, cái đặc điểm thứ hai, ngựa mà kéo xe cho vua phải là một con ngựa khỏe. Đẹp không chưa đủ mà phải khỏe nữa. Mà nói đến khỏe là nó phải liên quan tới chuyện ăn uống anh chị em. Vì ăn uống mà, hoặc là nó sẽ cho thêm tôi và anh em sức lực, hoặc là nó sẽ làm cho tôi và anh chị em cho đi sức lực, tức là ăn là ra bệnh á. Không phải cái món ăn khoái khẩu nào của chúng ta cũng đem lại sức khỏe, cũng đem lại sự khỏe mạnh cho thân thể mình đâu. Nói này dễ đụng chạm lắm á.
Đa phần mà những món mà chúng ta thích là đều không có lợi cho sức khỏe. Không lợi mà sao người ta vẫn ăn? Thích, quen miệng rồi. Trong cái đời thuộc linh cũng y chang vậy thôi. Những cái thông tin, những cái hình ảnh, những cái kiến thức mà chúng ta nhận vào mỗi ngày đó, hoặc là nó sinh lợi, hoặc là nó sinh hại cho cái sức khỏe thuộc linh của chúng ta. Timothée thứ nhất chương 4 câu 7 đến câu 9 nói như này: hãy tránh xa những chuyện quan đường, phàm tục, chuyện bịa của các bà già, nhưng hãy tự luyện tập lòng tin kính, vì sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi đôi phần, còn sự tin kính ích lợi mọi mặt, vì có lời hứa cho đời này và cả đời sau nữa, đó là lời chắc chắn, hoàn toàn đáng tin nhận. Anh chị em không có cái cách nào mà có được sức khỏe thuộc linh nếu anh chị em không duy trì cái việc đọc và suy gẫm lời Chúa, tức là Kinh Thánh mỗi ngày. Tự luyện tập lòng tin kính là đó đó. Mà muốn làm được cái chuyện đó, tức là mà muốn luyện tập lòng tin kính, mà muốn có cái thời giờ đọc suy gẫm lời Chúa mỗi ngày đó, thì phải làm sao? Hãy tránh xa những cái chuyện quan đường, phàm tục, chuyện bịa của các bà già. Hay nói theo ngôn ngữ ngày hôm nay là gì? Mà mần ơn đừng phí thời giờ hóng hớt chát chít theo những cái chuyện vô bổ của cái đám vô công rỗi nghề, nhiều chuyện trên mạng nữa. Có như vậy thì anh em mới có thời giờ để mà đọc, để mà học, để mà suy gẫm lời Chúa mỗi ngày. Anh chị em có biết cái thời này cái vật dụng nào mà là cái đường dẫn trực tiếp chúng ta đến với đủ các loại cám dỗ không? Đúng nhờ, điện thoại thông minh. Cái chuyện mà quý vị là mục sư, cái chuyện mà anh chị em đã tốt nghiệp trường Kinh Thánh hay các lớp học Kinh Thánh, nó không tự động khiến cho anh chị em có cái sức, có sự khỏe mạnh rắn chắc về phương diện thuộc linh đâu. Việc anh chị em thuộc lòng một số câu Kinh Thánh, việc anh chị em biết nhiều câu chuyện Kinh Thánh, nó không đảm bảo cho anh em có cái sự khỏe mạnh, có cái sự rắn chắc thuộc linh đâu. Nếu anh chị em không đọc Kinh Thánh mỗi ngày, không có duy trì cái việc đọc và suy gẫm Kinh Thánh mỗi ngày, thì anh chị em sẽ trở nên yếu ớt, dễ bị bệnh như bao nhiêu người khác. Có chăng anh chị em chỉ có cái vỏ ngoài là theo đạo vậy thôi ha, chứ trong không có gì ráo. Mà anh chị em tưởng tượng, mà cái người thoi thóp rồi tay tái như vậy thì vua nào dùng? Đi còn không nổi chứ nói gì chạy, rồi làm sao mà kéo xe? Nghe đụng chạm ghê lắm. Trong này mà ông giảng mày ghê lắm, nói chát chát à. Còn nữa nha, mạnh ở đây là khỏe đó, là nói về cái sự mạnh mẽ, là powerful, là được đầy dẫy quyền năng siêu nhiên, tức là đầy dẫy Đức Thánh Linh đó. Ngựa chiến chứ đâu phải ngựa thường đâu, đúng không? Tôi tin là ai trong chúng ta ngồi đây cũng muốn được mạnh mẽ hết trơn á, ai trong chúng ta cũng muốn được đầy dẫy quyền năng Đức Thánh Linh, đúng không? Tôi thường hay gặp lắm. Tôi thường hay gặp những cái người mà xin cầu nguyện để được sức giàu, để được mạnh mẽ quyền năng. Đó là ước ao phải lẽ anh chị em. Nhưng mà theo anh chị em nha, cái keyboard của anh Lực đây, muốn có điện là phải làm sao? Hả? À, đâu có sạc. Cắm vào. Chứ sạc chứ. Tức là mình phải cắm vào điện, đúng không? Rồi cắm vô rút ra liền hả? Cứ phải để nguyên nhân đó chứ, cho đến khi nào hãy sử dụng thôi chứ, đúng không? Cũng một thể đó anh chị em. Nếu tôi và anh chị em không chịu duy trì cái mối quan hệ mật thiết gần gũi với Thánh Linh, là cái nguồn quyền năng á, thì lấy ra đâu ra quyền năng? Lấy đâu ra giàu? Cắm phát rồi rút ra liền, hay điện ở đâu mà giàu ở đâu? Đúng là cái sự đặt tay của các đầy tớ Chúa, đặc biệt là những người được sức giàu, tức là những người mà được Chúa sử dụng á, là nó có sự chuyển giao sự sức giàu thiệt, nó có chuyển giao quyền năng thiệt. Nhưng mà nếu anh chị em không duy trì cái mối quan hệ với Chúa nói chung và với Đức Thánh Linh nói riêng đó, thì lấy đâu ra quyền năng? Lấy đâu ra giàu? Đó là lý do mà vừa ra khỏi đại hội chưa về tới nhà giàu nó hết ráo. Tôi và anh chị em cần phải duy trì cái mối quan hệ với Đức Thánh Linh. Giống như là mình phải cắm cái dắt cắm vào nguồn điện cho đến khi mình sử dụng xong, cho đến khi nào tôi và anh em sử dụng xong về trễ nó. Thế thì nếu mà thành thật với chính mình, thì anh chị em có thật sự khỏe mạnh về phương diện thuộc linh không? Nếu cái câu trả lời là không, thì hãy xem lại cái thời gian cầu nguyện cá nhân và cái việc đọc học lời Chúa mỗi ngày của anh chị em đi. Anh chị em ơi, cái lý do mà Chúa còn để tôi và anh chị em ở lại trên đất này sau khi tiếp nhận Chúa là để nên có ích, nên hữu dụng và có lợi cho Chúa.
chứ không phải là để chúng ta phải phởn buông thả và vô ích cho chủ mình đâu. Anh chị em có biết status là hỡi đầy tớ gian ác và biến nhát kia không? Anh em biết câu đó không? Ai nói vậy? Chúa Giêsu nói trong những ngày cuối cùng đó. Chắc chắn là không ai trong chúng ta muốn nghe Chúa nói câu đó cho mình trong ngày cuối cùng, đúng không? Ngựa hay đó, ngựa mà được chọn kéo xe cho vua đó, đẹp. Thứ hai nữa là phải khỏe. Thứ ba, cuối cùng, ngựa có kỷ luật hay là ngựa đã qua huấn luyện? Đang đi đâu chưa về? Ngựa kéo xe của Pharaoh phải là ngựa phải đẹp nè. Ngựa kéo xe của Pharaoh là phải khỏe nè. Nhưng mà nếu chỉ có đẹp có khỏe mà thôi đó là chưa đủ điều kiện để được chọn, anh xem. Ngựa kéo xe của Pharaoh còn phải là những con ngựa đã qua trường huấn luyện, tức là những con ngựa có cái tính kỷ luật cực cao. Cái yếu tố này nó liên quan đến cái tính mạng của Pharaoh mỗi khi xông pha chiến trận. Bởi vì sao? Bởi vì ngựa kéo xe là nó phải có kỷ luật, nó được huấn luyện cực kỳ tinh thông đến cái độ mà nó đang chạy nước rút á, nó vẫn có thể là đứng thẳng người lên được nếu mà cái giáo của cái kẻ thù mà nó phóng tới một cái. Chúng ta có thể thấy trong hội thánh Chúa có những người rất đẹp nết, đúng không? Tức là cái tính tình nó đẹp. Rồi chúng ta cũng có thể thấy trong hội thánh có những người được Chúa ban cho quyền năng, sự sức giàu, hay mà mình gọi hay quen gọi là những người được ơn. Tức là mình cũng có thấy là có những cái tâu tớ là vừa có ơn mà vừa có nết đó, tức là vừa có tài vừa có đức luôn. Nhưng mà khổ nổi lắm, người trong số này, tức là cái số mà có tài có đức lại có thêm tật nữa. Dạ, có tài có đức nhưng mà còn thêm có tật nữa. Tức là có những cái lĩnh vực trong đời sống đó, những người này họ hành xử không theo đúng như lời Chúa dạy, không đúng theo như lời Chúa dạy. Có những chuyện mà họ hành xử như thế là cái điều răn mạng lệnh của Chúa là không áp dụng cho họ vậy đó. Họ hành xử như thế là họ đến cái level đó, họ đến cái cảnh giới đó là họ được quyền tuân giữ hoặc là không tuân giữ những gì Chúa dạy. Dẫn đến cái tình trạng gì? Họ xem thường những cái cảnh báo của Chúa, xem thường những cái giới hạn của Chúa, mở đường cho cái sự suy thoái, bại hoại, làm ô danh Chúa. Có khi nào anh chị em cho rằng là mình được miễn trừ một số luật lệ nào đó của Chúa không? Có khi nào anh chị em cho rằng là luật này luật nọ là chỉ dành cho người này người kia chứ không, mình không phải văn dự không? Hãy để cho Thánh Linh Đức Chúa Trời nói riêng với chúng ta. Cái bản tánh tự nhiên của chúng ta là mình không thích vào khuôn phép, anh chị em. Mình có cái xu hướng, con người tự nhiên của mình nó luôn có cái xu hướng là chống lại khuôn phép, nó chống lại lề luật. Ví dụ mình thấy cái chữ người ta vẽ cái bảng to tổ bố cấm đổ rác, y như rằng dưới đó một đống rác luôn. Cấm vẽ bậy, y như rằng dưới đó nó vẽ tràn lan. Người Việt Nam mình hay xài giờ dây thun, đúng không? Đó cũng là cái hành vi chống lại khuôn phép một cách vô thức đó. Chúng ta chỉ giữ khuôn phép là khi mình yếu thế, khi mà mình còn là phận mỏng cánh chuồng thôi. Chứ còn một khi mà mình có danh phận địa vị ha, một khi mà mình có thể to mồm là biết bố mày là ai không, thì là mình bắt đầu ra cái vẻ là khỉnh khạng. Mình cho mình có cái quyền là đi trễ về sớm, cho mình có cái quyền là không tôn trọng người khác, không tôn trọng những cái thẩm quyền thuộc linh mà Chúa đặt để ở trên mình. Tức là mình cho mình cái quyền là ngồi xổm trên luật Chúa, tức là trên lời Kinh Thánh. Nên tôi muốn nói với những ông con của các mục sư truyền đạo chấp sự trong các hội thánh là khá cẩn thận chuyện này. Hỡi những người có quyền chức ở trong các hội thánh khá cẩn thận. Đúng là quý vị có quyền làm những gì quý vị muốn, nhưng mà đừng có quên rằng là Chúa là Đức Chúa Trời không hề thiên vị. Quan cũng như dân, không tuân thủ riêng mối lề luật của Chúa là đều bị phạt giống y như nhau. Có thể ở gia đình, có thể ở hệ phái, có thể ở hội thánh, có thể ở tổ chức của quý vị thì quý vị có quyền thế này nọ. Nhưng mà nếu quý vị không tuân giữ cái diền mối của Chúa, lề luật của Chúa, thì quý vị đó là hàng bị sa thải. Cái hình ảnh mà ngựa nó có kỷ luật hay là nó đã qua huấn luyện, nó đã được thuần hóa đó anh chị em. Thực ra đó là cái đức tính tiết độ hay là tự chủ đó. Đó là trái cuối cùng trong chính trái Thánh Linh. Self-control.
có thể nói là tiết độ tự chủ hay là self control là dấu hiệu của một cầu thủ thật sự đó, tôi nói với anh chị em. Vì cái kẻ thù khó thắng nhất là anh chị em biết, khó chế ngự nhất là chính mình. Trong ngôn 25:8 dạy như vậy, một người mà thiếu tự chủ giống như một cái thành bị bỏ ngỏ vì không có tường. Ngày nay người ta thường hay dùng là cái từ là chú huấn luyện, nhưng mà tôi nghĩ cái từ huấn luyện là không có đủ chính xác đâu. Phải nói là Chúa bắt phục hay là Chúa thuần hóa chúng ta mới đúng. Để có thể đem chúng ta là những con ngựa ngoan, những con ngựa chứng vào khuôn phép đó hen, vào kỷ cương đó, thì Chúa phải dùng trường đời, tức là những cái biến cố trong cái cuộc đời, trong cuộc đời và đặc biệt là người đời đó, để huấn nhục, để khuôn đúc chúng ta. Thực ra thì mỗi một ngày Chúa dùng hết người này đến người kia, hết cái quy định này đến luật lệ khác để mà tập cái tính tuân thủ kỷ luật nơi chúng ta, ở nhà rồi ở trường rồi trong hội thánh rồi ngoài xã hội. Và hầu hết đó chúng ta đều là kêu ca, than vang, phê phán, lên án là khi mình phải vào trong khuôn phép. Chúng ta kêu vì mình không biết tại sao mình phải chịu đau đớn khổ cực như vậy. Cho nên mà mình biết được cái mục đích của nó đó, thì cái chuyện mà vào khuôn phép nó trở nên là tự nhiên. Ở dưới quê mới lại mình thấy chàng ở lên Sài Gòn tự nhiên bắt đi cứ một chiều bực ha. Dưới quê tôi muốn đi chiều nào tôi đây à, thoải mái tự do. Nhưng mà mình đã đi theo cái như vậy rồi đó, mà tới cái chỗ mà người ta không đi theo cái lề luật nữa, mình thấy cực kỳ là khổ sở. Có ông giáo sĩ ông vô Việt Nam, ông nói ở cái xứ mày chạy xe không có luật. Nói sao không có luật? Ông là xứ tao hen, đèn xanh đi, đèn vàng dừng lại, đèn đỏ thì dừng hẳn. Còn ở xứ mày tao thấy lạ quá, ở xứ tao là phải là qua tức là vượt mặt á, là đi phía trái, tức là không cho qua mặt. Nó thì không cho qua mặt, nhưng mà ở đây sao tao thấy người ta không có theo luật gì. Cái ông Việt Nam thấy tự coi như đụng tự ái dân tộc, nó ông nói vậy là sai. Xứ tôi có luật chứ không luật, đi ra ngoài được có luật, luật ở đâu tao không thấy luật gì mà được. Như vậy ông vậy là ông nói vậy là không đúng. Xứ tôi có luật là chỗ nào trống đi thôi, tức là mình không theo khuôn phép đâu đó rồi. Nếu tôi và anh chị mà biết cái mục đích mà của tại sao mà mình phải vào Chúa, phải dùng người này người kia để đưa mình vào khuôn phép ha, thì nó, tôi và anh chị em sẽ giống như các vận động viên mỗi ngày đó. Mình vui vẻ tập luyện vì sao? Vì cái mục đích tranh huy chương ở kỳ tranh tài sắp tới. Nếu chúng ta có cái mục tiêu đúng đó, thì chúng ta sẽ có động lực đúng và mình sẽ biết phải tự kỷ luật để tập trung toàn lực để đạt mục tiêu. Lúc nãy cô Yến có trình bày về cái mục tiêu của The Seed, học giống đó, về chiếm xứ này kia các nợ. Có thể những ngày tới dường như anh chị em bị kéo, bị hút vào cái chuyện đó. Nói sao mình ở đây mà mình là chi mà mình phải chuẩn bị này kia khác nọ vậy. Nhưng mà nếu anh em biết cái mục tiêu đó rồi đó, thì mình thấy đó là cái chuyện bình thường, đó là chuyện tự nhiên. Còn nếu không mình sẽ gì? Mình thấy khổ. Chú dùng mỗi một người trong cuộc đời, mỗi một ngày để đưa tôi và anh chị em vào cái khuôn khổ đó là nhằm gì? Rèn tập nơi chúng ta cái tính kỷ luật thôi. Nếu anh chị em có cái mục tiêu đúng thì anh chị em sẽ có cái động lực đúng và anh chị em sẽ biết phải tự kỷ luật để tập trung toàn lực mà đạt đến cái mục tiêu. Mà cái mục tiêu của cuộc đời chúng ta là gì? Là một nhân chứng kết quả nhiều cho Chúa. Do đó để đoạt được cái cúp vàng chiến thắng vĩnh cửu đó thì chúng ta cũng phải tự biết kiểm soát tiết độ trong cái chuyện gì? Ăn uống nè, ngủ nghỉ nè, đọc xem giao tiếp nè, tức là mình phải tuân thủ cách nghiêm ngặt, không chỉ là cái giáo trình huấn luyện mà ngay cả cái chuyện ăn gì, uống gì, ngủ giờ nào, nghỉ như nào, đọc hay xem những gì, và thậm chí là những người nào mình nên giao tiếp và những người nào mình không nên giao tiếp luôn. Kỷ luật nó vậy đó. Nhưng mà không phải chỉ có chừng đó thôi anh chị em. Cái việc mà đem cái tính kỷ luật vào trong chúng ta đó, không chỉ có cái việc tuân thủ khuôn phép quy định hàng ngày nơi nhà riêng, nơi công sở. Đôi khi cái việc đó, tức là Chúa có đề ra những cái lệ, tức là sử dụng những cái lề luật ở bên cuộc đời bình thường để đem chúng ta vào cái khuôn phép đó. Nhưng mình đôi khi những chừng đó nó không có đủ để đốn hạ mình. Đôi khi những cái khuôn phép lề luật của trong cuộc đời bình thường nó không đủ sức để bẻ gãy chúng ta. Đôi khi chúng phải dùng cái biện pháp mạnh khiến tôi và anh chị em phải chịu đau, phải bị nhục thì mình mới chịu thuộc bài.
Đôi khi có ai đó trong chúng ta bất ngờ đối diện với một cái tội lỗi tài đình nào đó, và rồi tâm linh của người đó bị Chúa đốn hạ, phải tan vỡ. Một khi mà người ta vấp phải một cái cú quá mạng đó, rồi họ thật lòng ăn năn, thì sau đó mọi cái sự kiêu hãnh tự tin của cái người đó sẽ bị đập vỡ hoàn toàn. Vì người đó nhận ra rằng gì? Nếu Chúa mà không tha, không cứu lại chết chắc. Thế là họ bắt đầu thật sự hạ mình, khiêm nhu, họ tự giác ghép mình vào cái kỷ luật và họ biết lệ thuộc Chúa. Ngày hôm nay đó anh chị em, không phải lúc nào tôi và anh chị em cũng tự giác kỷ luật đâu. Nhưng mà một khi Chúa đã hành động ở trên tôi và anh chị em, thì Chúa sẽ làm, Chúa sẽ làm cho trọn cái việc mà Ngài đã định. Đó là nhiều khi Chúa cho phép chuyện này chuyện kia xảy ra để đốn hạ chúng ta, để mình phải tâm phục khẩu phục, tức là phải ăn năn, gọi là sói sáng, tức là phải trở lại đúng nghĩa, mới bắt đầu mình mới chịu là Chúa sao vậy, không còn sợ tới già rồi đó, thôi cái kiểu đó. Dầu rằng là nói rằng là cái việc mà tự chủ hay là tự kỷ luật ấy, không có nghĩa là mình, tôi và anh chị em tự kiểm soát hay là kỷ luật chính mình đâu. Ấy là vì như Phaolô khẳng định trong Roma chương 8 câu 7 rằng là vì cái tâm trí xác thịt của chúng ta đó, thì nó thù nghịch với Đức Chúa Trời. Bởi vì nó không có phân phục luật pháp của Đức Chúa Trời. Thật ra nó không có khả năng để thuần phục. Nói cách khác là cái con người tự nhiên của chúng ta đó, nó không có khả năng để làm theo lời Chúa anh chị em. Dù là biết lời Chúa nó tốt vậy đó, nhưng mà cái con người tự nhiên của mình là nó luôn luôn có cái xu hướng là làm ngược lại. Bởi vì nó không thể làm. Điều này có nghĩa là cái con người tự nhiên của mình nó không thể thuần phục lời Chúa được. Cho nên là tôi và anh chị em đó, để mà có thể là vâng lời Chúa đó, thì mình cần có một cái năng lực từ bên trong, cái năng lực đến từ Đức Chúa Trời. Đó là lý do mà Chúa nói là ngoài ta ra các người chẳng làm chi được. Ngay cả cái chuyện đọc Kinh Thánh thôi, đừng có nói gì, ngay cả chuyện đọc Kinh Thánh mỗi ngày thôi. Nếu mà anh chị em không nhờ cái sức Chúa đó, anh em làm dăm bữa nửa tháng cũng bỏ à. Cầu nguyện cũng vậy đó. Đúng là trong xã hội thì có nhiều cái người họ không thờ Chúa, nhưng mà họ có tính cách rất là mạnh mẽ, cái tính kỷ luật rất cao. Nhưng mà nếu mà cái đụng tới cái chuyện lời Chúa, làm theo lời Chúa đây, là những người đó họ không phân phục. Mặc dù ở ngoài đời họ quyết chí dữ lắm, họ có thể làm điều này điều kia được, nhưng mà hãy đụng tới lời Chúa, họ không phân phục được, họ không có khả năng. Vì sao anh chị em biết không? Vì cái tính kỷ luật, cái đức tính tự chủ hay là self-control đó, đó là công việc của linh hay là trái thánh linh, chứ không phải công việc của xác thịt. Thành ra là tôi và anh chị em cần phải có cái sự giúp đỡ của Chúa mới có thể phục Chúa, mới có thể thuận Chúa được. Thì chuyện rằng có một cái đàn ngựa quan ở một cái thảo nguyên nọ, ngày nọ trong số ngựa quan đó bị một số con bị bắt, giờ người ta đem về nuôi, đem về thuần dưỡng đó. Thì ngày lại ngày là những cái con ngựa mà quan bị bắt mà phải đem về thuần dưỡng đó, bắt tập chạy thôi rồi luôn. Mấy con quan kia thì nó không có bị vậy, mấy cái con mà bị bắt đem về mới bắt là người ta bắt tập mỗi ngày, tập với cái cường độ cao, chạy qua mọi loại địa hình. Nhưng mà đêm đêm là cái đám ngựa quan kia nó hí, nó gọi đồng bọn, tức là nó dục dẻ cái đám mà bị bắt á là phá chuồng bỏ đi. Rồi đến một ngày có một cái trận cháy lớn, nó quét nhanh qua toàn bộ cái thảo nguyên đó, cỏ khô mà nó gặp gió anh chị em biết mà nó cháy nhanh chưa từng thấy, thì toàn bộ thú vật ở trên thảo nguyên đó đều chết cháy, trừ những cái con ngựa mà đã được người ta bắt về thuần hóa. Những cái ngày tập luyện gian khó đó, nó giúp cho nó đủ sức vượt qua khói lửa để nó thoát nạn. Còn cái đám ngựa quan kia thì không. Sẽ có một ngày cái khói lửa kinh khiếp, nó gấp ngàn lần cái chuyện đó, nó sẽ xảy ra trên đất này. Khi đó là chỉ có những con ngựa nào mà đạt chuẩn kéo xe vua đó mới thoát được mà thôi. Như vậy thì chúng ta đã điểm qua ba cái đặc điểm của một cái con ngựa được chọn để kéo xe cho vua. Ngựa kéo xe cho vua Pharaon trước hết là phải là ngựa đẹp, tiếp theo phải là ngựa khỏe, và cuối cùng phải là những con ngựa có kỷ luật. Anh chị em ơi, nếu Giê-xu muốn cất lời khen chúng ta là người yêu của Chúa, là cô dâu của Ngài, thì liệu Chúa có nhìn thấy ba cái yếu tố đó, đẹp, khỏe và kỷ luật nơi chúng ta hay không? Liệu khi Chúa nhìn vào chúng ta, Chúa có thể nói một cách dõng dạc rằng là hỡi bạn tình ta, ta sánh mình như ngựa cái của xe Pharaoh không? Cầu xin Chúa Thánh Linh dùng lời này
để nhắc nhở tôi và mỗi một anh chị em. Bởi vì chỉ có tôi và anh chị em mới biết là mình thiếu trong ba cái yếu tố này, đâu là cái điều mà mình còn thiếu kém. Và cũng chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể giúp tôi và anh em tài bồi những cái bông trái này, những cái đức tính này, những cái phẩm hạnh này ở trong đời sống của mình mà thôi. Xin mời chúng ta đồng đứng lên trong thời gian này. Chúng ta hướng lòng về Chúa và chúng ta cầu nguyện với Chúa. Không ai biết được tôi và anh chị em đang ở trong tình trạng nào. Không ai biết được là cái con người bề trong của chúng ta, tức là đức hạnh của chúng ta, phẩm tính của chúng ta, cái nhân cách đang rít bên trong chúng ta đã hình thành như nào. Hay là chúng ta chỉ có cái vẻ bề ngoài vậy thôi. Hãy để cho Thánh Linh Đức Chúa Trời tối hôm nay nói một cách nhỏ nhẹ với mỗi một anh em. Con ơi, con còn thiếu cái tính mềm mại. Có thể ai đó trong anh chị em, lời Chúa tối hôm nay nhắc nhở về anh cái việc anh chị em hãy rảnh ra, có thời giờ là anh em cầm điện thoại lên, không phải để đọc lời Chúa, không phải để nghe bài giảng của các đầy tớ Chúa, mà là để lướt web, để chat it, để xem những cái điều mà nó không có mấy giá trị, ngay cả cho đời này chứ đừng nói tới cõi đời đời chăng. Hãy quay trở lại, hãy thưa rất thật với Chúa: Chúa ơi, con đã phung phí rất nhiều thời giờ mỗi ngày, mà lẽ ra con nên đầu tư cho lời của Chúa. Có thể ai đó trong quý vị khao khát có được quyền năng của Đức Thánh Linh, nhưng mà dường như quý vị không nhận được. Kể cả khi quý vị đi dự bồi linh, đã được các đầy tớ Chúa đầy ơn đặt tay, tối hôm nay Chúa muốn nhắc nhở với quý vị: con đã cắm dắt cắm vào cái nguồn điện chưa? Con có duy trì cái việc kết nối với Đức Thánh Linh là nguồn của quyền năng siêu nhiên không? Sự sức giàu sẽ không thể nào có trên quý vị cho đến khi quý vị bắt đầu lặp lại cái điều căn bản nhất: duy trì mối quan hệ với Đức Thánh Linh qua sự cầu nguyện, qua cái sự thông công mỗi ngày, qua cái sự gần gũi mỗi ngày. Nếu quý vị không có thời giờ dành cho Đức Thánh Linh thì lấy đâu ra giàu, lấy đâu ra quyền năng? Và có thể ai đó trong quý vị tối hôm nay, vấn đề gặp khó khăn nhất đối với quý vị đó là cái việc kỷ luật, đó là cái việc tuân thủ khuôn phép. Quý vị có thể nhìn thấy ở trong mình có cái sự phản kháng lại đối với mọi cái khuôn phép, từ trong gia đình, trong hội thánh, ở trong cái nơi làm việc của mình chăng? Hãy để cho Thánh Linh Đức Chúa Trời nói với mỗi một chúng ta: anh chị em ơi, vì Chúa chọn anh chị em là để được hữu dụng, Chúa chọn anh chị em là trở nên có ích cho Chúa, chứ không phải Chúa chọn anh chị em để loại bỏ. Có thể ai đó trong anh chị em gặp khó khăn trong cái việc giữ lời hứa nguyện của mình với Chúa. Có thể anh chị em gặp khó khăn trong cái việc là biết cái điều tốt lành nhưng mà không chịu làm, cứ lần lửa hẳn rày hẳn mai. Có thể ai đó trong anh chị em gặp khó khăn trong cái việc thuận phục những cái thẩm quyền thuộc linh mà Chúa đặt để trên mình, ở trong gia đình, ở trong hội thánh, ở ngoài xã hội chăng? Một người không có kỷ luật, anh chị em, Chúa không dùng đâu. Nếu anh chị em không tự ghép mình vào trong kỷ luật, không chịu đặt mình vào trong những cái khuôn khổ của lời Chúa, Chúa không dùng anh chị em đâu. Đó là chắc chắn. Hãy thưa với Chúa rất thật. Hãy thưa với Chúa rất thật. Có thể ai đó trong anh chị em khao khát Chúa đại dụng mình, nhưng mà dường như mình thấy Chúa không trả lời. Hãy tra xét lại xem ba cái yếu tố buổi tối hôm nay qua lời của Chúa, thì mình sẽ nhận ra được đâu là lý do. Chúa giao cho con cảm ơn Chúa về lời của Ngài tối hôm nay. Đây không phải là những cái gì mà chúng con chưa từng biết, nhưng mà thưa Chúa, xin Chúa làm mới đối với mỗi một chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con có một cái tấm lòng khiêm nhu, để chúng con có thể nhìn thấy mình ở đâu trong cái hình ảnh này. Chúa cho chúng con có tấm lòng khiêm nhu để có thể nhìn thấy đâu là cái sự thiếu kém của chúng con. Xin Chúa cho chúng con nhìn thấy những cái nguyên nhân nào mà điều chúng con cầu xin Chúa trong những ngày vừa qua dường như không đến, không hoàn thiện. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con, Ngài vẫn còn dành cho chúng con cơ hội để thay đổi.
Ngài cũng còn dành cho chúng con cơ hội để sửa đổi. Thì lạy Chúa xin thêm ơn trên mỗi một anh em chúng con. Xin ban cho chúng con lòng ăn năn, xin ban cho chúng con lòng chân thành thật để chúng con có thể kêu lên với Chúa. Bởi vì ngoài Chúa ra không ai có thể thay đổi chúng con, ngoài Chúa ra không ai có thể hoàn thiện chúng con, và ngoài Chúa ra không ai có thể nhịn chịu và dùng chúng con, thưa Chúa. Xin làm ơn Chúa Giêsu, xin làm ơn trên mỗi một người trong chúng con. Xin tiếp tục tỉa sữa gọt giũa chúng con, xin hoàn thiện nhân cách đến Christ ở trong đời sống của mỗi một chúng con, để chúng con thực sự trở thành những người hữu dụng ở trong tay Chúa, để chúng con có thể trở thành những đầy tớ ngay lành và trung tín của Chúa, để khi chúng con gặp lại Chúa, chúng con nghe được tiếng Chúa phán một cách rõ ràng: hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín của ta. Cầu xin lời của Chúa tiếp tục hành động ở trong mỗi một chúng con, khiến chúng con trở nên mới và cho chúng con đáp ứng lại một cách tích cực với lời của chính Ngài. Nguyện xin Chúa ban phước cho mỗi một anh chị em chúng con và dùng chúng con làm sự ngợi khen Chúa trên cả đất. Chúng con tạ ơn Ngài, chúng con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Amen. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con ra khỏi điều ác. Vì nước quyền vinh hiển thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen.